Kiếp này mình phải làm sao để chắc chắn kiếp sau nếu mình được tái sanh làm người thì sẽ không quên Phật và Pháp cũng như không thối thất trong tu tập. Nếu mà quý vị nói mà chắc chắn cái kiểu đó, đó thì chỉ có một kiểu người làm được thôi, đó là thánh nhân. Tối thiểu là quả thánh Tu Đà Quờn. Chỉ có vị chứng quả Tu Đà Quờn á, trở lên á, thì dù cho vị đó tái sanh vào đời sau kiếp khác thì vị đó vẫn không thể nào quên Phật và Pháp, và vị đó sẽ không bao giờ thối thất trong tu tập, tối thiểu là Tu Đà Quờn. Bởi vì sao? Bởi vì á, phàm phu chúng ta tái sanh là quên sạch nha. Và cái việc mà bị Tu Đà Quờn tái sanh qua đời sau kiếp khác mà không có quên á, và cũng không có thối thất á, đó là cái mình gọi là cái khả năng đặc biệt chỉ có ở các bậc thánh, còn mình thì không có cái chuyện đó. Hơn nữa quý vị nghĩ là đời nào cũng có Phật Pháp này. Rồi nếu như quý vị sanh vào cái thời không có chánh pháp rồi thì sao? Đó là chưa kể mình là phàm á, mình là phàm thì cái cận tử nghiệp mình không biết mình đi lên hay đi xuống đây nè. Chúng ta đang ngồi ở đây nha, chúng ta đang ngồi ở đây tắt thở một đám á, cái gì không đảm bảo, chứ còn cái này là đảm bảo nè. Cái số đi lên nó ít hơn số đi xuống, và thậm chí trong cái số mình đang ngồi ở đây nè, tắt thở một cái có ai đi lên hay không mình cũng không biết. Tại sao? Quan trọng là cái tâm của mình, phàm phu, chúng ta có nỗ lực tu tập hay không, chúng ta có nghiêm túc trong cái việc hành trì hay không, nó rất là quan trọng. Và hơn nữa đó, vào cái giây phút cận tử đó, mình có được sự tỉnh táo, không có bị hoảng loạn, và có khả năng ghi nhớ và thực hành lời dạy của Đức Thế Tôn hay không, điều đó sẽ quyết định nha. Rồi hơn nữa, nếu như mà mình đi xuống rồi đó, lỡ mà đi xuống đó, rồi mình lệch khỏi cái cơ hội mà gặp chánh pháp, thì quý vị lấy cái gì để mà chắc cú là mình sẽ không quên Phật pháp? Có gặp đâu mà quên, có gặp đâu mà quên. Rồi trong những kiếp mà người ta sống bất thiện, người ta sống ác đó, mình lấy cái gì mà mình tinh tấn trong việc tu tập? Cho nên nói đi thì cũng phải nói lại, nói tới cũng phải nói lui. Đó là chúng ta chỉ có một cách là nỗ lực ngay trong đời này. Đừng có hứa hẹn. Đừng có hứa hẹn. Nha, bởi vì chúng ta không phải là thánh. Ha, kết thúc cái tánh mạng ngay trong đời này rồi. Mình không chắc là đời sau á, chừng nào mình mới lại gặp chánh pháp được. Bởi vì cái mà quý vị muốn á, nó là cái đặc quyền của các bậc thánh, mình không được cái đó, mình không được cái đó. Nhớ giùm, biết sợ thì lo tu, biết sợ thì lo tu. Nhưng mà nó cũng có, nó có cái này là chúng ta làm được nè. Cái quan trọng là quý vị có muốn làm hay không, chứ nó giống như cái người mà muốn giàu á, mà suốt ngày cứ nằm mơ mộng hão huyền. Ha, nằm lật tới lật lui, lướt Facebook rồi lướt YouTube rồi lướt mạng xã hội rồi chơi cái này chơi cái kia, chơi game đủ thứ hết trơn á, mộng làm giàu, mộng làm giàu mà làm thì không có làm, thì cái chuyện nó không bao giờ có nha. Cho nên muốn cái gì cũng phải nỗ lực. Nó có một câu á mà sư thấy là nó đúng ngay cả trong Phật pháp, đó là gì? Nếu như anh muốn có được cái anh chưa từng có thì anh phải dám làm cái anh chưa từng làm. Tức là anh muốn có được cái khó mà có được thì anh phải làm cái mà khó mà làm được. Chứ còn mình cứ cái kiểu mà nằm mơ giữa ban ngày mà mình muốn cái này muốn cái kia thì chắc chỉ có trong mơ thôi. Đó là làm cái gì? Đối với hàng tại gia cư sĩ, làm ơn làm phước, làm cho sư 10 cái nhân sanh phước: bố thí, giữ giới,
ha. Tăng trưởng nội tâm ở đây tức là chỉ và quán đó, cung kính phục vụ, nghe pháp thuyết pháp, tùy hỷ hồi hướng và sửa sang tri kiến cho đúng, làm giùm sư 10 cái nhân sanh phước này. Và sau khi mà làm 10 nhân sanh phước á, mình có cái hướng cho cái phước đó trổ quả. Phước thì chắc chắn nó sẽ trổ quả, nhưng mà mình phải có cái hướng. Đó là gì? Một trong những cái mà sư thích nguyện đó là gì? Nguyện cho cái phước mà con đã làm từ xưa cho đến nay, từ xưa cho đến nay, giúp cho con khi vào cái giây phút cận tử, con có được cái sự tỉnh táo để thực hành lời dạy của Đức Thế Tôn. Sư không hề trông mong là cái giây phút mà mình cận tử á, là mình sẽ không có đau đớn, rồi bài tiết là không không có đến mức là bài tiết không kiềm chế, rồi không có giật dài giật dự, thì sư không có mong, sư không có mong mấy chuyện đó. Sư chỉ mong một chuyện thôi, là khi cận tử giữ được sự tỉnh táo để thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn, chỉ như vậy thôi. Còn nếu như mà được thêm một cái nữa, đó là gì? Trước cái giờ phút cận tử, con mong là con có cơ hội sám hối để làm sạch cái nghiệp của mình. Bởi vì quý vị biết là vị tỳ kheo có 227 giới, mà cộng thêm những cái giới nhỏ nữa đó, tức là những cái giới tác ác á, dukkha, cộng thêm khoảng 100 giới nữa, thì rất là khó để mà mình giữ trong sạch hoàn toàn, quý vị biết không? Ngay cả những cái những nơi đó mà chư tăng giới hạnh trong sạch đó, mà để đề phòng á, các vị đó sám hối một ngày ít nhất là một lần, huống chi là bản thân sư đấy. Đó là chưa kể đây nè, đây nè, những cái mà quý vị thấy nè, đây đây, đồ này đồ kia đồ nọ, tới đó sư cần phải xả. Giây phút cận tử đó là phải xả bỏ hết, bỏ hết, thì khi đó đó mình mới trong sạch được. Chứ còn lúc đó là còn dính ha, đây là máy tính, đây là điện thoại nè ha, đây đây là đồ này, đây là đồ kia, là lúc đó là đi xuống nha, lúc đó là đi xuống. Thành ra chỉ mong cái lúc lúc đó được như vậy thôi. Dạ, mưa to quá không biết quý vị có nghe được không? À, nghe nghe được sư nói cái gì đó thì cho sư biết ha, tại ở ngoài mưa đang rất là to, nó ngập mà chuẩn bị ngập lên tới bậc thềm rồi. Rồi cái hướng thứ hai đó là gì? Nguyện đời đời con có khả năng ly dục, có khả năng tu thiền, có khả năng nhàm chán tất cả mọi sự hiện hữu mà không vướng phải thường kiến hoặc đoạn kiến. Đó là sư mong mỏi. Tại vì chỉ khi nào mình chán khỏi các cái hiện hữu á, mà không vướng phải thường kiến hoặc đoạn kiến, thì mình mới có cơ hội giải thoát thôi. Đấy. Rồi điều thứ ba đó là gì? Mong cho con đó, khi mà gặp các cái bậc hiền trí, gặp các bậc thánh nhân, thì lúc nào con cũng có tâm lành, và lúc nào con cũng có khả năng bố thí và lắng nghe các ngài. Đấy. Thì nói chung là những cái mà đại loại như vậy đó, tức là mình hướng cái phước của mình đó, nó đi theo cái hướng mà mình mong muốn. Đương nhiên nha, để mà nó theo cái hướng mà mình mong muốn đó, thì nó phải là nó dính dáng đến cái sự giải thoát. Chứ còn mà mình mong là mong cho con đời sau là con được nhà giàu, con được thoải mái, con được cái này, con được cái kia, thì nó khó lắm nha. Thành thử chắc cú, thì nói chắc cú thì chỉ có vị tu đầu quần trở lên thì mới chắc được thôi. Còn cái kiểu như mình á, là tới hồi mà mình chết rồi đó ha, chết rồi đó,
là không có cái gì là chắc chắn, không có cái gì là chắc chắn, mà khả năng đi xuống của mình á luôn lớn hơn là đi lên. Chúng ta chỉ có khả năng chuẩn bị ha, chuẩn bị một vài điều và có một chút xíu hy vọng là với những sự chuẩn bị đó nó sẽ giúp được mình. Đấy. Giống như một người chuẩn bị leo lên một cái chuyến đi với rất là nhiều những bất trắc, không biết được tương lai, không nắm được cái gì hết, thì cái duy nhất mà họ có thể làm đó là chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt.